ông Putin chúc mừng ông Trump, tổng thống đắc cử của Mỹ phản hồi. Ông Trump lên kế hoạch cho xung đột Nga và Ukraine. Ukraine bác bỏ khả năng nhượng bộ Nga. Ông Putin chúc mừng ông Trump, tổng thống đắc cử Mỹ phản hồi tích cực. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa qua đã chúc mừng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và xác nhận sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Mỹ đắc cử. Theo truyền thông Nga, phát biểu tại cuộc họp của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai ở thành phố Sochi của Nga hôm 7 tháng 11, ông Putin cho biết ông muốn gửi lời chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Putin cho hay, ông Trump đã bày tỏ mong muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine và những tuyên bố như vậy ít nhất cũng đáng được chú ý. Tổng thống Nga đã tôn vinh hành động của ông Trump trong vụ ám sát hụt tại Pennsylvania vào mùa hè năm nay, khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đã đứng dậy và giơ nắm đấm sau khi một viên đạn sượt qua tay ông. Ông Putin nói thêm, ông đã rất ấn tượng, coi ông Trump là một người dũng cảm, một người thể hiện bản chất thật của mình trong những trường hợp khẩn cấp như vậy. Và ông nghĩ ông Trump đã chứng minh bản thân một cách đáng ngưỡng mộ và dũng cảm nhất. Đáng nói, chỉ vài giờ trước đó, Điện Kremlin lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng ông Putin đã gửi thông điệp chúc mừng tới ông Trump. Phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho hay, Mỹ là một quốc gia thù địch trực tiếp và gián tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại nước Nga. Nga hiện coi Mỹ là quốc gia thù địch do Washington ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột mà Điện Kremlin coi là cuộc chiến ủy nhiệm. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng nhận cuộc gọi từ ông Trump, đồng thời nói thêm sẽ không hạ thấp nếu tự gọi điện cho ông ấy. Theo báo New York Times, các quan chức Nga trước thềm bầu cử Mỹ nói họ không mấy quan tâm đến kết quả, lập luận rằng chính sách của Mỹ đối với Nga chỉ cứng rắn trong 4 năm cầm quyền của ông Trump, viện dẫn các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, ngay cả trước khi ông Putin đưa ra bình luận về chiến thắng của ông Trump, báo New York Times cho rằng một số người thân cận với Điện Kremlin đã tìm cách mở rộng đường cho việc nối lại quan hệ giữa Washington và Moscow. Sau đó, ông Trump đã đáp lời ông Putin cho hay ông vẫn chưa nói chuyện với Tổng thống Putin, nhưng hai người có thể sẽ nói chuyện trong tương lai. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn gần nhất hôm 7 tháng 11 với hãng tin NBC News, ông Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với có lẽ khoảng 70 nhà lãnh đạo trên thế giới kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng ông Putin không nằm trong số đó. Tuy nhiên, ông nói thêm, tôi nghĩ chúng tôi sẽ nói chuyện. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã hứa chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine nếu đắc cử và cho biết sẽ nói chuyện với cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ chi tiết về kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông Putin và ông Trump từng gặp nhau tại Helsinki, Phần Lan vào năm 2018 và một lần nữa tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2019 tại Osaka. Nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump bị chi phối bởi những cáo buộc cho rằng ông đã thông đồng với Nga để giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Ngoài ra, ông Trump còn bị các phương tiện truyền thông Mỹ chỉ trích nặng nề vì gặp gỡ người đồng cấp Nga. Ông Trump lên kế hoạch cho xung đột Nga-Ukraine. Đội ngũ của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump được cho đã đang lên kế hoạch để đóng băng cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, một kịch bản mà trước đây cả Moscow và Kiev từng lên tiếng phản đối. Theo báo Wall Street Journal ngày 6 tháng 11 dẫn các nguồn thảo tin cho hay, đội ngũ của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đang xem xét một số kế hoạch tiềm năng để chấm dứt xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine. Kế hoạch này yêu cầu Ukraine phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO trong tương lai gần và đóng băng các hành động giao tranh dọc chiến tuyến hiện tại. Ba quan chức giấu tên trong văn phòng chuyển tiếp của ông Trump nói với truyền thông rằng kế hoạch yêu cầu Ukraine cam kết không gia nhập NATO trong ít nhất 20 năm. Đổi lại, Mỹ sẽ cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí để đối phó với Nga. Kế hoạch cũng sẽ thiết lập một khu phi quân sự dọc theo chiến tuyến hiện tại. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không điều lực lượng quân sự để duy trì hòa bình tại khu vực này, mà thay vào đó sẽ tìm cách giao cho các đồng minh châu Âu. Phản ứng trước thông tin trên, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết, đến nay, ông chưa nghe nói bất cứ chi tiết nào về kế hoạch của Tổng thống đắc cử Mỹ ông Donald Trump nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tại cuộc họp báo bên lề hội nghị cộng đồng chính trị châu Âu ở Budapest, ông Zelensky cho hay, ông tin Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột, nhưng họ hiện chưa thảo luận bất cứ kế hoạch nào. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, tôi tin rằng Tổng thống đắc cử Trump thực sự muốn có một quyết định nhanh chóng. Muốn không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra.
chúng ta phải chuẩn bị cho mọi quyết định. Chúng tôi muốn một kết thúc công bằng cho cuộc chiến. Tôi chắc chắn rằng xung đột sắp kết thúc đồng nghĩa với tổn thất. Ông cũng tỏ ra gay gắt hơn khi phản đối ý tưởng ngừng bắn trong cuộc chiến mà Ukraine không nhận được các đảm bảo an ninh, điều mà Kiev cho rằng họ sẽ cần để ngăn chặn Moscow tiến hành một cuộc tấn công thậm chí còn lớn hơn nhằm vào Ukraine trong tương lai. Ông cho biết sẽ là một thách thức rất đáng sợ đối với công dân của Ukraine nếu đó là lệnh ngừng bắn đề xuất bởi một lãnh đạo phản đối việc Ukraine vào NATO. Phát biểu này ngầm đề cập tới Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán. Hungary là một trong những thành viên không ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. Theo Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán, ngừng bắn là bước đi đầu tiên để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Brazil và Trung Quốc cũng đưa ra đề xuất tương tự, nhưng Kiev cho rằng ngừng bắn chỉ có lợi cho Nga. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ, chính phủ Nga không coi trọng những đồn đoán của giới truyền thông về việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dự định chấm dứt xung đột ở Ukraine ra sao. Trước đó, giới chức Nga tuyên bố, Moscow sẽ không chấp nhận bất kỳ kịch bản đóng băng xung đột nào ở Ukraine thay vì giải quyết các nguyên nhân cốt lõi. Một trong các vấn đề cốt lõi mà Moscow yêu cầu đó là Ukraine phải cam kết không gia nhập NATO, duy trì vị thế chủ lực. Ukraine bác bỏ khả năng nhượng bộ Nga. Tổng thống Zelensky cũng nói rằng ông sẽ không chấp nhận được nếu châu Âu quyết định nhượng bộ Nga sau khi Moscow đề nghị phương Tây trực tiếp tham gia đàm phán về xung đột. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky khẳng định đã có nhiều cuộc thảo luận nêu ý tưởng rằng cần nhượng bộ Tổng thống Nga Vladimir Putin, cần lùi bước và nhượng bộ một số điều. Tuy nhiên, đó là chuyện không thể chấp nhận được đối với Ukraine và toàn bộ châu Âu. Ông nói rằng một số lãnh đạo châu Âu đang thúc giục Ukraine thỏa hiệp, song không nêu đích danh. Trả lời phỏng vấn bên lề sự kiện, ông Zelensky cũng bác lời kêu gọi của Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán về ngừng bắn và mô tả đó là yêu cầu nguy hiểm. Ông Orbán trước đó cho rằng lệnh ngừng bắn có thể tạo cơ hội cho các bên nói chuyện và bắt đầu đàm phán. Lãnh đạo Ukraine cho biết ông cũng đã thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về viện trợ quân sự cho Kiev. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, ông Sergei Shoigu cho rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine nên tham gia đàm phán trực tiếp với Moscow nếu muốn chấm dứt xung đột. Ông Shoigu nói, bây giờ khi tình hình ở chiến trường không mấy khả quan với Kiev, phương Tây phải đưa ra một lựa chọn. Một là tiếp tục viện trợ và hủy hoại người dân Ukraine. Hai là thừa nhận thực tế và bắt đầu đàm phán thỏa thuận. Đây là một trong những bình luận đầu tiên của quan chức Nga về xung đột Ukraine kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Ông Trump trước đó nhiều lần nói rằng sẽ tìm cách nhanh chóng chấm dứt xung đột Ukraine nếu trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Zelensky kêu gọi thận trọng trước tuyên bố này của ông Trump.